cực kỳ là kênh bong, là em có thể luồn cả cái bàn tay của em vào đây được nhá, luồn cả cái bàn tay này được luôn. Và đôi chim này được điêu khắc, các quý vị có thể nhìn được này, rất là có hồn, nó là kênh bong bay lên như là đôi chim thật luôn. Đây, quý vị nhìn đôi chim này. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày tháng 3 năm 2021, và trong video clip ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu đến các bác một bộ tranh siêu phẩm luôn, thì đang trong quá trình hoàn thiện, thì hôm nay thì có xong được hai bước rồi, em quay trước cho khách hàng xem. Đây là bộ sản phẩm tranh hàng cửa đó, một khách hàng đã đặt bên xưởng em rồi, thì hiện tại là đã xong hai cảnh, là một cảnh Tùng và một là cảnh Trúc đó, còn thiếu hai cảnh Cúc Mai nữa. Toàn bộ bộ tranh này là đục thủ công 100% bằng tay, thì ngay sau đây thì em sẽ đi vào đường nét chi tiết để cho các bác xem và chiêm ngưỡng được cái bộ tranh này. Đây, hàng đục thủ công bằng tay và cực kỳ là kênh bong và sắc nét luôn quý vị nhá. Đây này, đây là trước tiên là bên này là cảnh Tùng này, đây quý vị nhìn được, đây là một thân cây Tùng già lâu năm mà thân cây rất là cằn cỗi rồi, thân cây cực kỳ cằn cỗi rồi quý vị này đó. Và toàn bộ những cái phần tầng lá hay là những cái cành này thì được kênh bong và móc lên, đây quý vị này, cực kỳ là kênh bong, là em có thể luồn cả cái bàn tay của em vào đây được nhá, luồn cả cái bàn tay này được luôn. Cũng như phần trên này là có một con chim hạc, cái Tùng ấy thường đi đôi với chim hạc, gọi là Tùng hạc diên niên, đây quý vị này, nó kênh bong và nó moi móc này, quá là đặc sắc luôn. Đó thì tiếp theo bên dưới thân cây quý vị này, thân cây có những cái cành nó buông này, thân cây cổ thụ lâu năm này, đây, kênh bong, kênh bong rồi. Và cái tấm gỗ này là dày 6 phân bằng chất liệu gỗ gộ quý vị nhá. Đó, tiếp tục bên dưới này, bên dưới này là hình ảnh của những cái chú chim hạc, chim cò khác đây này, đó. Đấy, hai chú đang sải cánh, và những con vật này được đục chạm rất là tinh tế cũng như là tỉ mỉ cũng như là rất là có hồn. Đó, nhìn như những cái chú chim hạc cò thật luôn. Đó, kênh bong này, quý vị này, kênh bong này, cực kỳ đặc sắc luôn. Tiếp theo bên dưới sâu nữa thì là một mỏm đá và cái cây Tùng này. Cây Tùng này là đang mọc ở trên một cái mỏm đá. Mỏm đá. Đó. Bên dưới cùng ấy thì là có đôi này là đôi gọi là đôi hươu vị nhá. Đôi hươu đây. Đây, chạm đôi hươu này. Đó. Tiếp theo bên này thì là có một bức này gọi là bức trúc quý vị nhá. Em sẽ giới thiệu chi tiết từ trên ngọn này xuống. Đây. Phía trên này thì là đỉnh cây trúc là có một đôi chim, và đôi chim này được điêu khắc, các quý vị có thể nhìn được này, rất là có hồn, nó là kênh bong bay lên như là đôi chim thật luôn. Đây, quý vị nhìn đôi chim này, nhưng mà đôi chim này thì quá đẳng cấp luôn quý vị này. Đó, đôi chim này, quý vị này, đôi chim đang bay cực kỳ là sống động như một đôi chim thật luôn. Đó, đang bay là chuẩn bị là sẽ đậu vào cái cành cái tre này quý vị nhá, cành cái tre này bị đậu, cành cái tre này là trên này có cả mây rủ cũng như là bầu trời đây. Có hàng kênh bong vị này, đây là kênh hết này, đây. Và đục chạm là thủ công 100%, đục chạm thủ công bằng tay. Tiếp theo bên dưới quý vị này, thân cây trúc này, những cái cành trúc nó mảnh mai này, những cành trúc nó mảnh mai này. Đó, đây. Tiếp theo lại là một đôi chim, đây, đôi chim này đang rất là tình tứ bên nhau nhá, vị này, đó, thì đây lại một con chim đang xa xuống này, rất là tuyệt vời luôn, khung cảnh sống động như là thật luôn. Đó, tiếp theo bên dưới này là những bông hoa. Những bông hoa đó. Hay là đây là có một thân là cây chuối này, đây là chuối rừng quý vị nhá, em khẳng định đây là cây chuối rừng, đấy là cái lá chuối rừng rất là hay. Tiếp theo đó, bên dưới là những cái bụi cỏ, những cái bụi cỏ hay là những cái tảng đá này, nó rất xanh nhá và đẹp. Thì đây là cái sản phẩm này bằng chất liệu gỗ gộ, và hàng thì là dày là 6 cm, đục chạm thủ công kênh bong 100% là thủ bông chạm thủ công kênh bong và đục chạm bằng tay, kênh bong cực kỳ sắc nét luôn. Rồi, quý vị có kênh này. Đó. Rồi, em quay ra xa cho quý vị xem. Chiêm ngưỡng. Đó, lướt máy chậm để cho các bác xem và chiêm ngưỡng được cái đường nét tỉ mỉ và đục chạm tinh tế của bộ tranh này. Đó, đồ hiệu này. Thế này nhé. À, quý vị là có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nha. Xưởng có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Kim, Thọ. Số điện thoại là 0957 5086, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Ở đây là bức tranh tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai bằng chất liệu gỗ gỗ, hàng kênh bong dày 6 cm, kênh bong đôi chim rất là có hồn. Ok mọi người nhá, quý vị nào quan tâm thì có thể
liên hệ trực tiếp với chúng tôi sẽ báo giá cũng như là review sản phẩm khác.